Thưa quý vị, lễ tuyên dương giáo viên và học sinh đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia, học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tiếng Anh cấp tỉnh, cấp quốc gia và chứng chỉ quốc tế năm học 2022-2023 vừa được Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo tổ chức. Một tập thể và 26 cá nhân được tuyên dương trong đợt này. Năm học 2022-2023, huyện Côn Đảo có một giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. 5 học sinh đạt giải ở các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh Olympic 27 tháng 4 và 2 học sinh đạt giải quốc gia cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học. Ở kỳ thi tiếng Anh cấp tỉnh, cấp quốc gia và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 4.0 đến 6.5 trong năm học 2022-2023, huyện Côn Đảo có 10 học sinh đạt giải và được cấp chứng chỉ. Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo đã tuyên dương một tập thể và 26 cá nhân là học sinh, giáo viên, nhà trường trên địa bàn huyện đã đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia năm học 2022-2023.